lên xe con về luôn hay gì? Chưa, con còn lên phòng, con lấy đồ đi kia. À, đỡ xe lại, chú đang lấy đồ. Thôi, trời lắm rồi. Vui vẻ cười cái coi. Đang quay là không có đường vào. Đúng. Từ cái coi. Xong cử. Không có gì hết tự nhiên bắt ta cười. Rồi thôi, rồi chị chịu quạo chứ. Trời ơi chưa. 1 2 3 vô. Ủa là sao vậy? Ờ. Té chị ơi, từ từ. Sao mà em cứ trù chị vậy Giang? Giang té. Sao quýnh em hoài vậy? Em tiên đoán nước trước được cái thời gian em có bồ luôn. Hay quá vậy em. Dạ, 20 em có bồ, 22 em cưới. Nói chạy lên xe bông. 22 mới 22 lên xe bông rồi hả? Dạ. Trời ơi, mấy đứa con nít bây giờ tuổi trẻ tài cao. Tiên đoán trước. Đúng. Còn chị làm sao? Chị không tiên đoán trước được thời gian chị cá bồ, nhưng chị sẽ tiên đoán trước được thời gian chị quấn em. Bị quấn hoài luôn á, về tối nè. Ôi quá. Câu hỏi giống con á. Đừng quýnh em. Em nói trước được là khi nào chị sẽ. Dạ em nói vậy thôi là chắc em cũng chưa. Chắc dạ vậy. Em để có 40. Đầu rồi. Cháu đầu tôi ảm mà. Ôi gấp đôi đoạn đường hồi nãy. Còn lâu. Thôi đừng gọi nhỉ. Còn rất lâu. Đừng gọi. Cái bắt em gọi á. Đó bắt là em về hả? Ừ. Dạ. Dạy gái á chị. Dạy gái. Mày xấu không sao? Mày xấu không sao? Em đâu gặp chị. Mày xấu không sao? Ủa chị. Không, chị Trang lộng á. Đúng rồi. Đâu đánh ai đâu. Chị có nhột không? Đánh đào. Đào. Đánh đi hồi nào mà em nói đâu. Trang ơi. Dạ. Chị nghĩ là nước này 100 nhiêu 116 ạ? 116 ạ. Mà sao em được trăm được? Cái gì nhau? Nước cam thì đắt. Là do nó dở quá. Cái này thì chua. Ủa em đâu có đặt mà nó đặt kìa. Không đặt cái nước uống à. Ủa sao nước em ngon? Mà em bấm vô cái này. Cái màn trâu nó bấm. Ừ đúng rồi. Bá chọt chọt. Ừ đúng rồi chị. Trả em 100.000. Dạ đúng rồi. Còn em này lấy không? Còn chị ra lấy không nha? Không. Không. Trả em cái áo đi, em lấy cái áo, cởi ra liền, nhanh lên. Khi nào lên Sài Gòn chơi nữa? 31. 31 ngày gì vậy? 31 giao thừa. Ở Bình Dương. Sao không biết ngày? Tao quên, người tao quên này. Mắc gì cọc, mắc gì lừa người ta. Tao quên chị, mình quên thì mình nhắc chị. Hôm bữa ăn chay để làm gì? Em xin luôn. Em ăn chay để mày em cũng ăn chay. Ăn đó chay. Hôm bữa nó lên Sài Gòn cũng ăn chay đó em. Mày cũng ăn chay nữa hả? Ăn chay nhưng mà cái mỏi nó cứ kỳ kỳ. Ăn chay. Không cái mỏi ăn cái gì cũng được chứ. Ăn chay thì ăn được á. Bữa đó nó đâu kẻ lông mày kia nào nó kẻ lông mày nó chay. Ờ mà con mắt thôi con không được. Ủa bữa đó em không có kẻ chân mày. Thì cho nên bữa đó em ăn chay đó, nãy giờ chị bên em mà. Là binh chưa? Binh rồi, nãy giờ chị bên em chị đứng dính với em rồi đó. Ờ. Có dạ em có bồ còn nhỏ mà từ từ cũng có em lấy này
con bên Vĩnh Long. Nói chật. Dù có nhà là chỗ được mấy chỗ. Con Cần Thơ nè, con ơi, con có Cần Thơ nữa nè. Im đi. Sao không dẫn nó thì xăm đâu. Không, con nhìn vô. Nín rồi, nín rồi. Con ứa là không. Trời ơi, trời mai mai em đi xăm chân mày là em khác liền. Ê, em xăm cái chân mày mới ra. Dạ, em xăm cái mũi. Cắt mắt luôn hả? Cắt luôn, sửa mũi luôn. Cái gì? Đập hết xài lại đó. Bây giờ đập hết cho nó xài lại đi. Đúng rồi. Trắng cái đầu khác vô. Trước tiên là giờ em muốn để tóc 5 năm là em phải làm luôn rồi. Là sao? Là chứ bây giờ em để 5 năm thì nhìn vô là thấy cái lông mày rồi mà không có thì làm sao? Cười trên đau khổ của người ta. Hai ông mai cô dẫn đi kìa, đi không? Đi chứ. Dạ đi. Dây ai bóng? Chị bê đê chị. Trời ơi. Chị tất không? Không gì. Không, nó sắp thiệt. Không, sống mặn nha, sống thiệt được. Cái đó là mình được, chứ không phải là mình bị. Đúng không em? Dạ đúng. Bữa nay với bọn em gái rồi với bọn em. Sao dạ? Sao mà sao chị thấy lỗi thái độ với em? Dạ. Dạ. Nó hơi hơi. Con biết ở đây có gì. Thôi đặt đi cô. Cô đặt đi đừng có đi cực ở má sao? Cái gì chiên? Tự nhiên đi, từ lên Sài Gòn xuống Cần Thơ ăn cái gì chứ? Ủa là sao vợ thì em chỉ góp ý thôi mà. Chị ra Bến Ninh Kiều ăn đi. Cho em nói. Hả?